Hello anh em, thì à, mình xin cập nhật xe hiện tại mình đang có nha anh em thì, à, Đầu tiên là em Z1000 uh, 27 nha Con này à, bị số thơ nha anh em giỏ God 5 ha Đều chơi uh, theo xe cơ bản uh, Signal LED uh, Đèn chảy sáng uh, Tool 4x ha Tiếp theo là chống đổ, Bao vệ lục máy ha Kính trắng gió nha anh em À uh, quay sơ qua này các anh em coi ha ok đèn à, hậu tích hợp chi nhan bớt một số đồ gầm nha anh số gầm em chỗ năm còn về ha để sao chưa sọc nha ok tiếp theo nữa là em cb 650 g 2019 nha con này có bi số thơ luôn cũng có đèn đồ chơi luôn đèn uh, à, tôn 4 x ha Navi à, cấp lay này có nói điện thoại nha anh em à, tiếp theo là cánh gió cánh gió nha à, tiếp theo đó là kính chắn gió phía trước này dành cho CB nghe nha anh em gắn qua CB 650 luôn à, tại con ở à, đã có cho ha tiếp theo là em hai mươi sáu trắng xanh nha anh em con này là con đời đầu tiên nồi chống chợ thông minh nha anh em thường kêu nồi cái tiếng nha anh em vỏ gót 4 con này thì uh, biển số đồng nai ok tiếp theo là em z uh, 900 cũng cũng là đèn tuôn 4 x luôn nha anh em kính chắn gió đồ chơi ha tay con gin tay thắng gin gõ gót năm tiếp theo là em chín nữa 27 anh em con này thì siêu đẹp anh em rất là nhiều đồ chơi em nha kính chắn gió tuôn, cái này kia bằng uh, turin cho mình đi tour anh em ít gió tiếp theo là đèn trợ sáng ha tôn luôn bảo vệ lốc máy nè bô uh, Yoshimura yên solo nha anh em rất là nhiều đồ chơi nha con này thì biển số là kiên giang nha anh em biển số dưới nhìn luôn nha không không bảy bảy không đồ chơi rất là nhiều ha đồ dinh còn đủ luôn nha có chơi lực ô nữa nè Nấm vàng luôn nha anh em còn con giá chính bên đây thì bố C cổ full Titan nha bảo vệ nước có chữ với chính luôn hoa đẹp tiếp theo là em Z 1026 đỏ canh đi nha con này thì biển đồng tháp nha anh em cũng có đèn tôn luôn thật trùng hợp những cái xe mình đang mình bán chín chuồng trăm này đều có đèn sẵn nha anh em mua về đi thôi khỏi còn cần làm gì nữa nha con này cũng có đồ chơi sơ nè bao giờ lúc máy nè đèn tôn chống đổ à, nắp bình dầu à, ABS trước sau ha 26 này là con nồi cải tiến đầu tiên nha anh em à, con Z1000 này thì à, chiều cao yên là 815 ha anh em cân nặng là 221 kg à, 142 mấy lực nha dung tích bình xăng là 17 lít ha Ok tiếp theo là em Z1027 phim đặc biệt nha cũng là cách năm luôn đồ chơi uh, sơ sơ ha có sẵn theo xe nha heo gambo bản đặc biệt này là có heo gambo sẵn nha phụ có sẵn luôn mua gì đi cho anh em khỏi cần làm gì nữa bộ móc sẵn luôn vỏ cách năm luôn mua gì đi thôi tiếp theo đó là em z uh, 900 ha hai con này biển số con này số bình dương thì phải biển số bình dương nha anh em 26622 nha Số nhiều xe mình là đều là đã thấy rõ rồi nha Và dạ, số nhiều là rõ gót năm ha Thì uh, xin nói thêm ha Mình lên con này đi Con Z9 biển số uh, Ninh Thuận này là Chiều cao yên Chỉ có 795 thôi nha anh em cân nặng là 210 kg. Tiêu hao nhiên liệu là 25 cây trên 1 lít nha, rất là tiết kiệm anh em. Con xe chính này là con xe mà khá mình khá hài lòng. Ở chỗ là tiết kiệm nha anh em. Rồi chạy nó mát. Một là tiết kiệm xăng, hai là chạy không có nóng nha. Ba nó là ra xe rất là nhanh. Xe đồng xe với nhau nha, ra xe rất là nhanh luôn nha. Và chạy rất là nhẹ luôn, cho nên rất khỏe luôn nha đi tour là rất là khỏe luôn ít hao xăng mà nó còn nhẹ nó còn mát nữa ok tiếp theo là em cb 650 này cb 650 này 649 cc ha à, 93,9 phẩy chín lực như chín chín bốn lực nha anh em cân nặng là 202 kg còn mà đề ba mà từ không tới 100 bao nhiêu ha thì tùy theo anh em mỗi anh em mỗi chạy nha anh em chứ khi mình mình nói mà khi anh em chạy không được thì nó cũng uh, khó mà nếu mà anh em chạy nhanh hơn thì lại nói mình uh, thông tin không chính xác nha thì cái khả năng của mình chạy bao nhiêu thì nó sẽ uh, chính xác hơn còn CB uh, 650 này thì uh, biển số Cần Thơ nè đồ chơi hơn 30 triệu nha bo Rau ha cổ full system Tùm uh, cánh gió đèn tuôn tay có Soto chống đổ khung hai bộ ha à, uh, phượt upside down nè ABS trước sau nha có uh, kiểm soát được kéo luôn rồi uh, nồi chống trượt hai chiều luôn nha ok uh, một số thông tin uh, gửi đến anh em ha. anh em còn thắc mắc gì thì cứ bình luận bên dưới ha. hoặc là gọi thoại cho mình nha số điện thoại của mình là 0949 nha 999 75 ha kênh của mình là trạng mô tô cần thơ nha anh kiều anh em đã tin tưởng và ủng hộ xe mình ha anh kiều anh em đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt thời qua nha anh em quan tâm thì gọi cho mình ha hoặc là inbox qua zalo cho mình ha mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em tham khảo nha anh chị em em mới xem clip nha.